Hello, xin chào các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh Xuyên Học Mò của mình. Hôm nay mình sẽ tiếp tục review và hướng dẫn các bạn cách làm bức tranh đó là một chân dung một bức tường. Ở đây có một chiếc cửa gỗ và có một chậu cây bông hoa đang leo cao lên tận cửa và có thứ mèo ở bên cạnh nha. Tôi mở cái gì nhá. Đầu tiên mình sẽ tô chú mèo màu vàng. Đầu tiên ngày này mình sẽ tô màu cam. Tô màu nâu. Những bông hoa này mình sẽ tô màu cam. Lá mình sẽ tô màu xanh lá cây. Phần chậu mình sẽ tô màu lá tím.
Các bạn ơi, vậy là mình đã tô hoàn thiện xong bức tranh. Hình ảnh đó là một bức tường và đây là có một chiếc cửa, cánh cửa và chú mèo bên cạnh và một chậu hoa đang mọc cao trên cánh cửa nha. Thì các bạn có thể tham khảo tông màu. Hôm nay mình tô màu cho bức tranh nhá. Video của mình đến đây là kết thúc. Cảm ơn các bạn đã xem và lắng nghe. Hẹn gặp lại mọi người ở những video tiếp theo. Đừng quên bấm like và subscribe đăng ký kênh ủng hộ cho mình nha. Còn bây giờ xin chào, hẹn gặp lại mọi người ở những video tiếp theo của mình.